Kiều Minh Hải, Lê Minh Hải, Đinh Công Hòa, Lê Xuân Hội, Trần Thị Hường, đưa tay, Phạm Thế Khang, Trần Thị Lan, Đỗ Viết Mạnh, Nguyễn Văn Mạnh, giơ tay. Để được cắt xong chứ không phải đấy. Bảo giơ tay thì giơ tay. Phương Hữu Mạnh, Phạm Văn Nguyên, Đoàn Quốc Phong, Nguyễn Mạnh Quân, có Vũ Như Quỳnh, Nguyễn Văn Thành, cái gì vậy? Nguyễn Duy Thắng, sao không để cái màn hình ý? Trương Văn Thường, là quen là cái này đó. Nguyễn Thanh Trung, cái này của đó này, Nguyễn Duy Trung, đó. Nguyễn Văn Tú, có. Nguyễn Minh Tuấn, có. Đào Thị Phi Vân, có. Đỗ Minh Vương, có. Cùng Thị Ngọc Anh, có. Trương Công Bách, có. Hoàng Công Bằng, có. Đoàn Thị Hạnh, Nguyễn Huy Nhượng, có. Nguyễn Hương Huy, có. Vũ Thị Hương, Đinh Văn Khánh, có. Trần Hoàng Thị Thúy Lan, Vũ Tuấn Long, có. Bùi Thị Nam, có. Nguyễn Văn Nam, có. Nguyễn Văn Nghiêm, có. Hoàng Văn Phong, có. Nguyễn Văn Phúc, có. Bùi Văn Thiện, Nguyễn Văn Thọ, Hải Chí Thức, có. Hoàng Lâm Tới, có. Nguyễn Minh Tuấn, có. Trịnh Xuân Quy, có. Trần Công Viên, có. Phan Văn Vương, có. Lê Minh Vượng, có. Trần Văn Nguyên, có. Nguyễn Văn Trung, có. Vũ Thế Long, Dương Viết Dư, có. Chưa có biết là như vậy là có một số anh bán hai buổi chắc là tấm thi rồi. Bắn như thế là không có thể làm được. Rồi hôm trước chúng ta đã học các cái lệnh vẽ rồi đó. Bây giờ chúng ta sử dụng lấy chúng ta vẽ trên menu đúng không? Tức là một cái chữ thịt con vẽ trên menu. Bây giờ sau đó là chúng ta sẽ nghiên cứu là vẽ giống như AutoCAD, tức là sử dụng cái chuột. Chuột thì chúng ta phải sử dụng những cái sự kiện bấm chuột để tìm hiểu cái sự kiện bấm chuột. Thì ở đây như này, sự kiện bấm chuột đối với một số các đối tượng thì chúng ta có sự kiện click là bấm chuột cái. Thế còn sự kiện
double click là nhảy đúng, nhảy trước đúng. Cái này thì không có tọa độ, chỉ có bấm bấm lên cái đối tượng. Tuy nhiên là chúng ta có sự kiện về chuột có 3 cái sự kiện mà có tọa độ, nhưng mà nó chỉ ứng dụng cho những cái anh nào vẽ thôi. Đấy là anh Form và đấy là anh Picture Book. Ví dụ như Command Book, Command Button này là không có cái sự kiện này, hoặc là ví dụ Textbook không có sự kiện đấy, Label không có sự kiện này. Thì những sự kiện này nó gồm có 3 cái sự kiện, đấy là Mouse Down, Mouse Move và Mouse Up. Sự kiện này xảy ra khi chúng ta ấn chuột xuống, cả trái cũng phải, đúng không? Đấy. Mouse Move là chúng ta khi chúng ta dê chuột, còn Mouse Up là chúng ta thả chuột ra. Trong này thì nó có một cái biến là button. Đấy. Button mà thông thường là nếu bằng 1 thì đối với chuột trái, bằng 2 thì đối với chuột phải. Cái này nó có hai giá trị, bằng 1 hoặc bằng 2. Nếu bấm chuột trái thì giá trị button nó bằng 1, còn bằng 2 thì giá trị. Nó còn có kiểm soát một cái phím, nó gọi là phím shift. Tùy theo chúng ta bấm shift hay không. Và giá trị xy. Xy đấy là chính là tọa độ của vị trí bấm chuột. Đấy, chúng ta đây là x, đây là y. Thì khi chúng ta bấm chuột đây thì rồi bây giờ click vào kích đúc vào đây, rồi kích đúc. Rồi bây giờ chúng ta sang cái combo box này, chúng ta tìm cái sự kiện là mouse down. Rồi bây giờ chúng ta tab vào. Bây giờ chúng ta thực hiện một lệnh vẽ điểm. Cú pháp vẽ điểm là như nào? Gọi tên đối tượng, đúng không? Tìm hành vi chấm process biến tập. Gọi tên đối tượng. Cái hành vi vẽ điểm đấy là process, đúng không? Point set. Đấy, process. Rồi, bây giờ tọa độ chúng ta lấy luôn cái anh xy mở ngoặc. Cách x phải y. Đây. Đóng ngoặc. Rồi. Đây cục trượt ra để cho mọi người xem cái anh này nó có cái đầu vào. Đấy, đây là chúng ta là khi mà chúng ta kích chuột cái thì cái xy này nó chính là vị trí bấm chuột. Đấy, mà chúng ta lấy luôn cái anh đấy, chúng ta vẽ chạy đi xem nào, chạy. Bấm luôn, đấy, thấy chưa? Chạy luôn rồi. Có làm được chưa? Hả? À, rất đơn giản. Ôi trời sao? Bây giờ anh tắt ra đây. Bây giờ chúng ta lại em đây. Đấy, bây giờ chúng ta dùng hành vi vẽ line. Chấm line. Rồi. Bây giờ tọa độ đầu chúng ta cho là 0,0 đi. Còn tọa độ thứ hai là gạch ngang, đúng không? X, Y, Y. Rồi, đúng không? Rồi, chạy thử. Đấy, đúng không?
nó vừa vẽ điểm đây, vừa vẽ line thôi. Bây giờ thế này thì bí quá. À. Đây tiếp tục. Rồi bây chúng ta lại vẽ một cái đấy, enter tiếp đi. Vẽ một cái lệnh đường tròn. Quick view. Chấm circle. một nghìn vậy ví dụ như là tâm chính là điểm kích y một nghìn đấy, bán kính thì cậu cho một cái bán kính như đấy phải 1000 chẳng hạn. Rồi chạy thử đấy, như vậy là vừa có cái đường. Thế bây giờ tôi lại muốn như này, làm được chưa, làm được chưa? Các bạn đã bị lỗi ạ. Big view màu đỏ. Rồi bây giờ chạy tiếp này, chạy tiếp này, chạy không chạy. Bây giờ cậu bấm chuột phải hay chuột trái nó đều ra đúng không? Vâng. Đấy, bấm chuột phải hay chuột trái. Bây giờ tôi muốn là gì? Chỉ có bấm chuột trái nó mới ra, còn chuột phải nó không ra. Hiểu ý không nhỉ? Tắt đi. Mà tôi biết là gì? Cái biến này này, bất thân bằng một ấy, thì đấy là chuột trái. Thì làm nào? À, nếu bất thân nó bằng 1 thì cho cái này trong rộng. Rồi, ít đi. Bỏ tiếng Việt đi, bỏ tiếng Việt. Ren, khóa này đây, em ít ở đây. Rồi, tắt nó vào. Ê, cho anh ạ. Thôi được rồi, thế cũng được. Anh nhận rồi. Cả dòng không thể đánh cáo. Thôi được rồi, chạy được. Bây giờ là bấm chuột phải đó. Là nó không ăn, đúng không? Đấy. Chỉ có chuột trái nó không ăn rồi. Rồi. Rồi bây giờ tiếp tục này. Bây giờ như này thì bí quá, đúng không? Mà nó làm một cái bản này đi vào. Được chưa? Bây giờ enter tiếp. Bây giờ còn cái nữa là bây giờ tôi muốn vẽ một cái text, đúng không? Đấy, bây giờ đầu tiên là gì? Muốn vẽ text là chúng ta phải khai, tức là phải lấy được student x, student y, tức là vị trí vẽ. Cái view chấm, đúng không? Current các bạn. Current. Chấm current. Current. Current x. Đấy. Current x. Ta lấy luôn bằng x, đúng không? Không. Ta lấy luôn bằng cái vị trí. Bằng x luôn. Current y, ta lấy luôn bằng y. Rồi bây giờ ta vẽ chữ enter là gì, chúng ta dùng hành vi gì, print đấy, nhớ là khi vẽ tất cả các cục đầu tiên là chưa đi xong đến là print là nó ngầm. Rồi bây giờ cách ra nháy. Không có bằng làm sao bằng đây là hàm bằng chạy thử. Rồi bây giờ
bây giờ tôi muốn này, tức là giống phong cách này, bây giờ bấm vào đây là nó vẽ cả like, cả coi, cả cách như này thì gây quá. Tôi bấm vào đây, nó coi, xong tôi bấm vào đây thì nó ra coi, bấm vào like thì nó ra like, đúng không? Như vậy là tôi phải có một cái biến để tôi sẽ điều khiển chuyện đó, đúng không? Tôi có phải có một cái biến để tôi phân biệt, sau đấy tôi phân trường hợp ra, đúng không nhỉ? Bây cái biến đấy để ta đi. Nếu biến đấy mà tôi khai trong này thì chỉ trong cái chương trình con này nó biết thôi, để cho tất cả các chương trình con trong cái form này biết thì chúng ta phải khai ở dạng chung. Để khai đến dạng chung bấm đây, bấm đây. Đưa lên trên cục. Các bạn sẽ thấy có phần là các bạn là phần general, đấy là phần chung. Khi chúng ta khai báo biến ở đấy là tất cả các cái chương trình con nó đều biết cả. Tích ba. Rồi bây giờ chúng ta đi. Một cái biến gọi là tên lệnh chẳng hạn các bạn. Biết hoa biết hoa biết hoa. Đấy. Cái anh này kỷ luật chiến trường. Hoa đầu tiên để một chữ để. Tiếp tiện nó khác. Rồi S. Rồi cái anh này là gì? String. Rồi. Bây giờ bắt đầu rồi, xong rồi. Bây giờ đây, bấm đây. Bây giờ bấm vào point. Đấy. Tôi xóa cái anh kia đây, xóa cái anh này. Ở đấy chúng ta chỉ có thì tên lệnh thôi, gắn tên lệnh bằng point. Ở đây thì không cần biết hoa, nó sẽ tự nổi lên đúng không? Bằng point đã là string gì, thằng của nó là phải có. Có gì? Nhảy. Nháy. Ôi cái anh này. Tôi làm tôi chích chết được. Còn nháy. Point. Đấy là chấm point. Chấm thế nào? Tại sao lại chấm thì nó tên lệnh. Tên lệnh bằng một nháy. Là một cái biến. Chấm cái đấy khi tên lệnh nó là một đối tượng. Nó là một biến không nháy chứ. Anh này chẳng hiểu gì. Boy viết hoa cho tôi. Đầu. Nháy. Rồi. Tương tự như vậy. Năm anh đúng không? Lai tích Poly Lai sân tình. Rõ rồi. Rõ rồi. Bỏ control đâu. Gõ đi, cho nó chạy thầy thảo vào tốc độ gõ chậm mà lại còn không chuẩn nữa. Bấm lên đây, không cần phải nhớ gì cả, bấm lên đây. Nó khó đấy anh em thấy. Đây. Xóa luôn cái dòng này đi. Cái tác phong này của anh là hay sẽ hay nhầm nó thôi được rồi. Không cần phải gõ hết đâu. Gõ một ít xong bấm control space. Anh này chẳng về, chẳng chịu luyện gì cả. Đúng rồi, chơi game về phải chơi game chứ. Cứ bấm lên trên còn cái gì, còn cái phôi line đấy cậu làm này cậu sẽ sót. Rồi, được chưa? Năm lần. Đấy, bây giờ ở đây. Đây, click vào, đưa vào cái này, click đưa vào. Đấy, bây giờ tôi ở đây này, em đây. Rồi, bây giờ tôi mới chia ra làm 5 trường hợp.
Trường hợp thứ nhất là tên lệnh bằng point. Trường hợp thứ hai tên lệnh ấy thì chúng ta dùng cấu trúc gì? Select. Rồi, select nó vào. Đây. Cách đấy, nó giá, tức là cái giá trị nó là tên lệnh. À. Ừ, tên lệnh. Tại sao cậu không dùng control đấy nhỉ? Nó nhắc cậu này bị hỏng rồi. Bây giờ nếu mà nó dài cậu gõ sai thì không thể phát hiện ra được. Enter. Rồi end select luôn, khóa luôn. Rồi bây giờ lên như này. Enter. Tap vào. Cây thứ nhất là cây coi. Cây. Cây này đúng là chả hiểu gì cả. Về học chứ. Cây gõ đúng rồi. Cây đúng rồi. Phải liền. Tap vào. Thế nào? Tap vào. Cây. Cách gái. Giá trị của nó là hằng. Nhảy. Quay. Biết đi. Trên đây anh viết hoa thì dưới này anh cũng còn viết hoa chứ. Để biết rồi. Tại sao lại cái anh này ổ thế này? Rồi, từ. Enter cái này thoát tự. Xóa lại. Cái anh này tự thuộc làm tự tức chết rồi. Enter luôn. Đấy, tức là nếu mà khi mà nháy ở đầu mà nếu chúng ta enter thì lập tức là Visual Basic nó chỉ gắn cái nháy vào, hiểu ý chưa? Làm từ từ thôi, cái lúc mà tôi cần cậu làm gọi để ấy giải cho mọi người cũng làm vậy. Rồi, tiếp tục. Cây gì? Like đúng không? Enter. Cây sơ cần nữa. Ô này là sai cô. Đây này, nó nằm đây này. Ôi mấy cái từ tiếng Anh mà không có biết rõ ẩu nhìn cho nó đúng đấy. Có sai thì làm sao nó ra được. Cái anh này sai nữa. Sai cô. Anh muốn dừng cái gì vậy? Đấy, ban nãy vừa về vừa dậy là đến cuối trọng enter. Tức là anh này gọi là nước đổ đầu vịt. Nói vừa nói xong để coi như là hướng dẫn thế mà coi như là cuối cùng thầy nói coi như thuận nhất luôn. Thế thì cứ nói gì nữa, làm xong luyện được. Bây giờ anh nào coi, anh nào vẽ coi bỏ vào cái chỗ đấy, đúng không? Anh nào vẽ like bỏ đấy, anh nào vẽ sức cân đấy bỏ đi. Đấy, bây giờ nó cần cái sự chuẩn đây này, đúng không? À, được rồi, thì anh muốn bỏ nó nào? Táp vào cái đấy, táp vào xong cây là phải táp vào. Đấy, là như thế. Bây like, bỏ vào like. Anh lại hiến mất cái thằng sơ cân rồi. Tức là anh làm không chuẩn. Cậu làm tôi tức chết được. Đây. Đây nhá, bây giờ này, cách này. Khi mà xoay này Ctrl C rồi Ctrl C. Rồi. Đó. Để ngay ở đây này, để đâu đây này. Ctrl V luôn. Đấy, B mới tap vào. Còn cái thằng like đâu mất rồi. Rồi. Ôi, nó nhấn mất rồi. Xả mất rồi. Làm rất chuẩn thì các cậu biết rồi, chơi game mà gọi là chỉ chậm một cái nó bắn chết mình rồi, đúng không? Nó phải đúng thao tác, phải phản ứng cực nhanh tay thế. Lúc đấy tôi loay hoay nhanh hoay thì coi như mới chơi trò bắn súng trước thì coi như hỏng rồi. Thao tác nó phải hết sức chuẩn.
Cả cụm, cái đấy cả cụm vào cho nó tách, đúng không? Ba cái hàng để vẽ tách là ba cái anh này. Đấy, anh này làm thế không được, tức là cái tác phong không chuẩn của cậu nó ngấm vào người rồi. Được chưa? Không ai làm thế ạ, này. Đây nhá, Ctrl X. Rồi, bây để đây này. Ctrl V. Rồi, từ đây này. Tap vào. Đi đi cả cục đi. Quay lại với chưa có nhỉ? Chưa có. Rồi, bây chạy thử. Bấm quay. Vẽ. Rồi, bấm lại. Rồi, bấm circle tỉ. Rồi, cứ cạnh nó thôi. Bấm tách. Circle tỉ, được không? Rồi, mở, bắt đi ra đây. Circle là tỉ. Circle. Rồi, dễ thôi, để thử nhá, để xem biết như nào. Tức là gì? Cái tên lệnh này nó phải bằng cái sức cân này thì nó mới ăn. Thì chúng ta chặn ở đây. Cách chặn đấy là gì? Khi chương trình lên đây nó dừng. Nó có mấy cách chặn là chúng ta đưa cái con trỏ vào đây, bấm vào đây, nó hiện ra cái màu nâu nâu này, đúng không? Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta để cái con trỏ vào đúng cái dòng đấy và chúng ta chạy cái anh này. Nó gọi là có cái bàn tay nó gọi tăng gần breakpoint, hiểu chưa? Hoặc là bấm F9 đều được cả. Còn cách nhanh nhất là gì? Chúng ta bấm vào đây ấy rồi né cái người tôi ra mà nhìn như gì nữa. Được chưa? Chạy thử. Bây bấm tích à, bấm gì nhỉ? Bấm sức cân. Sức cân. Rồi bấm ạ. Từ từ. Để hiển thị thì chúng ta mới lên trên này, chúng ta xem cái thằng tên lệnh nào bây giờ nó là cái gì. Như vậy là gì? Hai anh này, anh này với anh này nó không giống nhau, nó không phi vào đấy. Để sửa đi, sửa đúng sơ cần nào đúng? À, sơ cần này đúng không? Sơ cần mất gì? Nhớ một chữ C. À, okay. Rồi. Chạy thử. Đấy, cái dí vào, đúng không? Dí vào đây. Thì như vậy là hai anh giống rồi. Bây giờ chúng ta để xóa nó đi thì chúng ta lại bấm. Đấy, bây giờ để xóa nó đi thì chúng ta bấm lại, đúng không? Bật nó lên như này, xóa đi như này. Rồi, chạy rồi. Chạy đi, sơ cần đây mà. Chạy đi. Cho menu thiếu sơ xề vẫn được. Thiếu sơ xề. Chị mọi người ngồi. Với lại luôn. Mấy anh kia. Mấy anh kia. Mấy anh kia. Mấy đâu? Mà tại sao ngồi đúng được đây? Thành được rồi. Viết lại luôn. Tôi thì tôi đuổi mất 3 đi về. Là hai mẹ nào? Có mấy anh nói ấy thôi. Xin mời hai anh này ra ngoài rồi và cứ lưỡi là tôi mở cấm đi vào lực tức. Đâu, kiểu đấy được. Máy của các bạn là 3 người một máy, tại sao cái nhóm này lại mỗi người một máy này? Đây, một người đây, đưa đây này. 5 người 3 máy ạ? 5 người 3 máy ạ. Không được. Cho lại con lệnh. Vế tính ích kỷ, được không? Phải là có không mang nghi đâu. Có không mang nghi đâu thầy ạ? Không chấp nhận được. Tại sao chỉ có ba đó. Nhưng không thể mua thế được.
lai của tôi không chạy được. Người gọi là chỉ nghe mới như vậy được, phải làm ra. Chứ còn nữa, đấy có làm theo chứ mà. Không lạnh đấy. Em chạy đi thôi. Em chạy đi thôi. Không làm thì không làm được cái gì cả. Làm chưa chắc là làm được, chứ chưa nói là không làm. Sao mỗi lai thì tôi không chạy. Thì không rồi. Này, tức biểu lại. Mà lại dám không làm ngồi mà gọi là như thế thì không chết đâu. Có thể sang nhau là không phải chạy ra ngồi không phải ra ngồi không phải ra ngồi được chưa? Đó. Có cái công tác. Bên trong phòng, bên trong phòng là khác không? Kiểu như mình đánh không hơn nhiều rồi không chạy. Tại bộ tự ghi nhầm thì cũng tiền chắc mình cũng không từng giống tới rồi. Đúng rồi, có thêm một cách có tên là kiểm tra đi, có thêm một cách ví dụ. Ở cái chỗ tim lệ hay là cái chỗ này mình kiểu chặn lại kiểu đấy làm lại chặn lại bọn này được chưa? Không chạy được là tốt. Đó. Vì đấy nhưng phải tìm lỗi đúng không bạn ạ? Tại sao nó lại phải chạy? Không có gì đó thì hiểu. Giống như đi xe đạp ngã đầu là sốt. Ngã chết. Bơi này, bơi mà lúc đầu tiên là chìm rồi. Như chết luôn. Nó sập nước rồi đó. Thì lúc đấy mới gọi là không hiểu. Thì nó có cái gì nó đỏ đâu. Nhưng mà bạn biết cách tìm. Lỗi nó làm được thế nào bởi vì nó làm cái logic. Đấy, bây giờ chúng ta để chúng ta bấm ở các cái quay ở trên để chúng ta lấy cái tên gán cho cái tên lệnh. Và ở đây là chúng ta thì chúng ta chia ra từng các ô một. Khi tên lệnh mà quay thì nó chặn ngay ngày, khi tên lệnh nó thế thôi. Còn nếu nó không thực hiện chắc chắn là nó ở đâu đó không ổn. Nó không chịu chuộng của chúng ta. Giống như anh kia anh làm sai cái đúng không? Sai là tốt chứ không phải là giả dở. Bởi vì anh mới lập trình rõ cái chuyện mà rõ sai là chuyện bình thường. Mà lập trình thì chủ yếu là sai. Còn về sau bắt đầu là thành thợ rồi thì không nói.
tiên có chưa? Hai miền tới đây chưa? Tiên có chưa? Chưa có. Chưa có. Chưa trả. Có gì còn thiếu? Chạy ngược cái này chưa? Sai rồi. Sai rồi. Sai rồi. Có này chưa? Không chưa? Vẫn chưa? Ai bảo chưa? Xong chưa? Đúng không? Như này mà không nói được thì tôi nói gì nè. Anh làm từ từ rồi. Bây giờ ở đây này, với tôi một chút này. Về về với tôi lại cái motor nào này. À, bây giờ anh đừng có về thế. Khi chương trình nhiều anh có làm được cái chuyện đấy không? Phải đâu. Anh về đây cho tôi này. Đấy, xong bấm kích nút vào đây này. Lúc đó nó mới gần gần đâu đây, chứ bây giờ một ca chương trình nó dày như thế làm sao mà rất là khó tìm đúng không? Cách tìm nó phải. Rồi, bây giờ ở đây chúng ta mới thấy là gì? Khi chúng ta chạy quay thì được rồi, nhưng mà like thì không giống AutoCAD lắm. Nó không phải nối từ không mà bấm cái nó chưa vẽ đâu. Bấm cái điểm thứ hai mới nối từ điểm thứ nhất với điểm thứ hai, có đúng không? Đúng. Nhưng mà đây nó nói ra một cái chỗ là bấm điểm thứ nhất thì cái ghi, cái bấm điểm thứ hai cái ghi thì chúng ta phải có một cái biến trung gian để chúng ta lưu cái đầu mút thứ nhất vào, khi bấm vào cái đầu mút thứ hai chúng ta mới nối. Có hiểu chưa nhỉ? Và đến lần bấm chuột thứ hai chúng ta mới nối. Như vậy là chúng ta sẽ phải thêm hai cái biến để kiểm soát. Một cái biến là gì? Lần bấm chuột thứ nhất chúng ta chưa cần nối, lần bấm chuột thứ hai chúng ta mới nối, đúng không? Thì đấy, khi bến đấy chúng ta đặt ở số lần bấm chuẩn. Và thứ hai là gì? Hai cái đầu mút thì chúng ta sẽ phải lưu cái đầu mút thứ nhất và lưu cái đầu mút thứ hai, tức là ứng với hai đầu mút chuẩn. Bây chúng ta lên trên riêng ra đơn, lên trên phần khai báo chung, chúng ta khai báo số lần bấm. Số lần bấm thì nó phải là kiểu gì? Kiểu gì? Khai báo là kiểu gì? Cái số lần bấm chuột đấy. Số như số gì? Nó có hai loại số. Số thực đi đâu mà chẳng có ạ, không bao giờ người ta ấy được. Người ta đếm số lần bấm là 1, 2, 3, 4 thì đấy là số gì? Chúng biết cái hội này đúng là cua quá. Chúng chấp nhận là số lần bấm là số thực. Có bao giờ bấm là bấm 1, 2 lần bấm không có gì đấy. À, số đã là số nguyên là gì? Cái anh kia. Số nguyên là ta chỉ nhớ cái thằng to nhất là thầy thằng gì? Số nguyên đó bồ. Số nguyên là bần. Hôm trước nó quanh như thế đã là số. Có hai số, thực và nguyên. Đúng không? Bao giờ cũng nhớ cái thằng số to nhất, đúng không? Long. Có không ạ? Rồi, cái thằng. Rồi, bây giờ khai báo cho tôi tiếp cho anh Vinh một vi một vì nó là màn hình cũng là nó là cái che này được không? Tiếp do đó là cũng là nguyên cho tôi đi V một đấy, chữ V nhỏ như thế cho đẹp rồi. S đấy. Chúng là số nguyên rồi, phải tiếp không? Phải tiếp đấy, khi mà nó là một điểm thành tập đấy chúng ta phải tiếp V I một. Rồi tiếp tục hẹn gặp. Bây giờ khai báo cho tôi cái đầu mút thứ hai. Rồi bây giờ số ấy, như vậy là chúng ta có hai cái biến đạo rồi. Con số này enter. Bây giờ vào bây giờ xử lý cái này đấy. Enter đã là lại. Tại sao tab vào của anh lại không đều nhau thế? Đã cho anh một trận giờ. Ôi cái anh này ship tab cho nó cái anh này chụp từ từ ship tab tab vào. Ba bảo đấy nó phải bằng nhau chứ. Rồi bây giờ này, ở đây này, mỗi lần bấm like từ để tôi giảng nhá. Mỗi lần bấm like thì số lần bấm chuột phải cộng được một thì bằng thì như nào? Câu lệnh như nào? Vậy số lần bấm chuột cứ mỗi lần bấm cái nó tăng lên một thì như nào?
không phải là rõ mình hiểu lắm bê cứ một lần nhá, một lần bấm chuyển thứ nhất là số lần bấm chuyển nó bằng không, nó là bằng một, xong bấm một cái điểm nữa thì số lần bấm chuyển nó bằng hai. Thế thì bây giờ chúng ta phải làm câu lại như nào? Số lần bấm chuyển bằng gì? Bằng số lần bấm chuyển cộng bằng chính số lần bấm chuyển cộng một. Rồi gọi control, control space. Rồi rồi enter. Rồi bây giờ như này, nếu bây chúng ta sẽ chưa giờ nếu số lần bấm chuột bằng một, đúng không? Bằng một enter end end oh end không answer. Rồi, chúng ta chia hai trường hợp ạ. Enter nữa. And if luôn. Rồi, tôi giảng này. Tức là khi số lần bấm bằng 1 chúng ta chưa làm gì cả. Chúng ta sẽ gán cái tọa độ x y vào cái biến v x1 v1. Khi số lần bấm bằng 2 thì chúng ta gán x y vào biến v x2 v2. Rồi, bây giờ y bằng 1. Enter. Đấy. Gán vào, bởi vì x là mỗi lần bấm là nó sẽ khác, đúng không? Rồi, chúng ta lưu vào, đúng không? Rồi, bây giờ đây là bằng hai đấy, đúng không? Enter. Cái khuôn thứ nhất, khi mà số lần bấm bằng 1, chúng ta chỉ có lưu nó lại, nó không làm gì cả. Khi bằng 2 thì chúng ta lưu cái này, đó. V2, V2. Bảo bảo. Cũng tương tự như thế đó, bằng x. Rồi, bây giờ ở đây chúng ta enter. Bây giờ chúng ta nối với x1. Đấy, tức là chúng ta bây giờ lệnh của chúng ta có thể là đây rồi. Nối từ đầu mút thứ nhất tới đầu mút thứ hai. Rồi chúng ta xóa cái kia đi. Tuy nhiên ở đây thì nếu chúng ta bấm tiếp, đúng không? Thì cái này nó lại nhảy ba, thì không được. Do đó khi mà chúng ta hết lệnh ở đây thì số lần bấm lại phải về không. Đấy, về không cái thì lúc đó là nó lại cộng một đây thì lại vào đây đúng không? Chạy thử. Thấy chưa? Được chưa? Hiện cái quả nó kẹt. Kéo biến là gì mà? Gì mix một đi thôi. Bây một y bây một tầng long lại cái long. Hai long. Tương tự như vậy, cậu làm cho tôi cái anh sắp cần. Anh sắp cần cũng tương tự nhận lần thứ nhất bấm chuột lần thứ hai. Nhưng mà thì nó có về cái khoảng cách giữa cái điểm nhất và điểm thứ hai nó chính là bán kính. Phải tính ra. Đó, khoảng cách thứ hai này có tính được không?
bây giờ tự làm. Đây này, cái sức cân này này. Cũng ngay là bấm chuẩn. Lần bấm chuẩn thứ nhất, lần bấm chuẩn thứ hai. Lần bấm chuẩn thứ nhất đó là tâm. Bấm chuẩn thứ hai thì nó xác định cái khoảng cách ở đây. Nó chính lấy ra là bán kính, đúng không? Cộng cúc xí đấy này. Cúc số lần bấm chuẩn bằng số lần bấm chuẩn bị một tấm hình nhanh này. Cũng chia ra làm hai, lần thứ nhất này, lần hai nó chỉ khác thêm là tính trên đoán kính và có thêm cái lần, đúng không? Rồi bây giờ tính cho tôi một cái anh V là một, đúng không? Phải đi nó ra, đi V là một ra. Đi mình tính chưa? Đi V đấy cũng được, bởi vì là chúng ta vẽ xong rồi chúng ta bỏ thôi. Đi ngay đây được. Đi ngay đây được. Hoặc đi trên được. Đây, đi này. Đi một cái biến là đi V E là một. It's long rồi. Đó là đầu V là toàn long hết. Rồi. And B tính này. Biết tọa độ ở hai điểm này, tính khoảng cách, tức là tính cái bán kính V là một bằng cái gì? X trừ X. X trừ X ba trên một bình phương cộng bằng cái căn. Đó. Đấy, delta X bình phương cộng với delta Y bình phương. Rồi. Vẽ cái cùng lấy một. Lão này, lão này. Đấy, sau đó thì có tâm và bán kính dùng hành vi vẽ rất cần. Vẽ rồi. Làm tâm lý vãi. À quên mất thiếu. Tôi xin kiện từ rồi. Cái tầm nó đâu. Rồi chạy thử chứ nào. Bấm một sân cân chứ. Chạy thử lại.
Thế sao sao mà nó biết được tính toán vé nhỉ? Nó tính cái bán kính rồi. Đó là lần kích thứ nhất. Lần kích thứ hai là mở ra bán kính nó. Được. Được chưa? Được. Ở đấy có lần tên bơi được đấy. Đâu? Cái đường dẫn cái bây giờ cái. À, mới có đường. Đâu rồi, không có đường. Từ đầu bù tắm cái đầu bù ta xử lý cái quay lại đây, anh quay lại. Anh quay lại là copy toàn bộ cái lại vào cho tôi cái đã. Quay lại. Cái chuột lại đâu, chuột lại. Đấy, copy toàn cái đấy. Đấy, tăng phân tích đi. Đấy. Cắn đơn xe. Bảo cái trường vôi lại đâu, vôi lại đâu. Rồi, số lần bấm tắt à? Đó làm cũng chuẩn. Cái anh này, tắt là cậu phải tắt vào, đưa cái con tròn này này vào đúng chỗ này thì cậu tắt nó đúng. Ship tắt, ship tắt. Rồi đấy, làm nó phải chuẩn. Làm không chuẩn tôi đá cậu đấy, đây thò chân ra để đá. Hướng dẫn bao nhiêu lần rồi tại sao lại cứ làm không chuẩn? Rồi bây giờ chạy thử với đang phân tích này. Vôi lại đúng không, bấm vào vôi lại rồi đấy, bấm tiếp à, bấm tiếp đây là nghe nó phải nối đây đúng không, bấm tiếp đây. Tại sao nó như vậy là bởi vì là chúng ta cho số lần bấm nó bằng không. Đúng không? Rồi, tắt đi. Bây giờ chúng ta bỏ số lần bấm không bây giờ. Rồi, xóa này, chạy thử. Bấm này, bấm vào vô này. Rồi, à, từ. Kênh này, nó nói đây, còn bởi vì V1 là lúc này nó lại nhảy đến đây. Nói tiếp, rồi, tắt đi. Rồi đây. Đấy, sau khi bấm cái thì V1 này phải nhảy lên, V1 bằng x. Đúng không? Rồi chạy thử. Đấy chưa? Đấy, nhưng mà bây giờ nào, tôi like cắt lại khoảng nào. Nếu không như thế là nó cứ bấm mãi. Cắt lệnh bằng chuột phải. Cắt lệnh bằng chuột phải rồi. Bây giờ đây chuột trái rồi. Lên đây đâu. Trong AutoCAD cắt lệnh của Polyline nó bằng cách nào? Thứ nhất là phải chuột phải. Thứ hai là gì? Có phí gì? ESC đâu? Enter. Đúng rồi, bây giờ chúng ta về làm cái cú là xử lý sự kiện, bấm chuột, đúng không? À xin lỗi, không phải bấm chuột, bấm bàn phím, đúng không? Rồi bây giờ thế này, bấm bàn phím này, khi mà enter chúng ta phải cắt lệnh, đúng không? Ok. Rồi, từ từ để tôi giải cái nào. Như vậy là gì? Chuột thì chúng ta có cái loại chuột không tạo động này. Chuột có tạo động này. Đó chưa? Bây giờ đến là xử lý sự kiện. Bấm phím. À. Sau khi thăng kế sẽ nhóm vào bên mình. Nó sẽ là đối với chữ. Phím thì chúng ta có những loại sự kiện đó này. Đó là T. Có chữ nhiều rồi. Press. Rồi, đi đi. Khi. Rồi, nó có hai cái sự kiện là khi. Khi nào? Đào. Và khi. Ấm. Rồi, chúng ta nghiên cứu cái này. Rồi, bấm vào đây. Rồi, bây giờ. Nó có một cái đầu vào. Nó là key, ASCII. Bây chúng ta chặn, thế nào là chặn dưới nữa. Rồi, chạy thử. Bây giờ cậu bấm phím Enter. Rồi, bây giờ cậu đưa lên key ASCII, không?
À như vậy là enter là key ASCII đấy là trong vòng 13. Đúng không? Có nhiều ý không nhỉ? Có thử tiếp. Chặn tiếp. Rồi, bấm chữ C lớn. C bấm C. Rồi ạ, C. C lớn. C cộng tỉ cả. Bấm xe. Chín. Có thể bấm 9 xe nhỏ. Tắt đi, tắt đi. Xe nhỏ. Dí lên. Đã lúc này xin xe. Thiết định được. Hai này nó là ngay khác nhau. Cái xe 67 à? Cái lửa 67. 67 à? Vậy là hai anh, một anh là 99, anh 67. Nó chênh nhau 32. Rồi. Đấy chúng ta mới xử lý này. Ta bảo nếu cái key ASCII bằng 13. Control. Bằng 13. Con ơi, enter. And it. Đấy, rồi, với enter ở đây nữa. Ta bảo, nếu tên lệnh bằng đôi ra. Enter. Rồi, bây giờ cậu enter đây. Ta là cho số lượt bấm không? Lúc này thì cho cắt mạnh số lượt bấm không? Rồi, bây giờ chạy thử. Đây, bôi lại. Nó enter. Để tiếp. À, thấy chưa? Bây giờ như nhỉ? Thế là cứ cắt lệnh là để số lần bấm vào không nó lại quay lại đầu. Được chưa? Thì rạp đó. Bây giờ thì tôi lại cũng muốn là gì? Nếu mà phải chữ phải. Đúng không? Nó cũng cắt lệnh. Rồi bây giờ Enter đây. Rồi. Rồi. Nếu bất tân bằng 2. Thì. Từ từ. Để đưa đây. Bây giờ tôi đã có là gì? Cái hàm này rồi. Hàm các lệnh của nó là Egress. Với cái biến đầu vào nó là bằng 13. Tôi gọi nó luôn. Đấy. Gọi tên hàm. Tên chim con đấy. Tên nó đây này. Tên của chương trình con là nó nằm đây này. Đấy, tên của chương trình con. Control ra, đấy, click view key press rồi. Rồi, cách là rồi, gõ số 13 đấy. Đấy, rồi, chạy thử. Bởi vì đây là có một lệnh nữa đúng không? Chạy thử. Rồi. Bảy chân phải. Rồi ạ. Bảy chân phải. À như vậy là chúng ta chỉ cần làm một cái thôi chúng ta. Đấy rồi. Trong AutoCAD cắt lệnh nó còn thiếu space nữa. Thiếu này này. Đúng rồi, bây giờ chúng ta lại làm cái này. Rồi. Bảy lại khoảng không lại chặn đấy. Xem cái gì có thiếu space. Thiếu cách nó số bao nhiêu. Cách hả? Rồi, gì đây? À, như vậy là phím cách đó là số 32. Đây chúng ta là gì? Đây. Nếu Enter, nếu key ASCII mà bằng 32. Thì
không? Thì chính anh này gọi chính nó, đúng không? Như vậy thì cách 13 đấy, đúng không? Tức là chúng ta chỉ cần làm một chỗ thôi, nhưng mà chúng ta thử gọi để chạy thử lên xem nào. À, cũng ăn, đúng không? Như vậy là gì? Enter cũng ăn, quay cũng ăn, phải chứ phải cũng ăn, giống hệt nhau. Đấy nhỉ? Rồi, như vậy là quay lại xong. À, bây giờ chúng ta sang một kỹ thuật, nó gọi là kỹ thuật lạc dây. Học nhiều phải đấy. Kỹ thuật vẽ cái dây. Để tôi phân tích. Chạy thử. Để mô tả này. Bây giờ bấm vào like, bấm cái chuẩn tự duy nhất. À, từ từ. Đấy, khi mà trong AutoCAD thì khi mà bấm chuẩn tự nhất, di chuột ra, nó có một cái dây nó nhằng chạy theo. Có hiểu như thế chưa? Đúng không? Đúng ạ. Vậy ta làm cái kỹ thuật đấy. Đó, kỹ thuật làm dây, là như này. Nó gồm có các bước này. Một là đổi bút. Bước một là đổi bút. Bước chuyển làm sau. Bước thứ hai là vẽ. Bước thứ ba là cập nhật. Và bước thứ bốn là lại. Cái đổi bút này chúng ta có hai loại bút. Cái bút thường của chúng ta ấy, nó có giá trị là 13. Cái tên hàng của nó là VB Copy Pen. Là các loại bút gì? Ví dụ như là nền trắng, chữ đen thì là cái loại. Còn cái loại bút thứ hai nó gọi dạng nó loại bút xóa, giá trị 7. Đây là VB Pixel Pen. Để đổi bút, tức là vẽ kỹ thuật vẽ dây thì đầu tiên chúng ta phải đổi sang cái cái loại bút xóa này, đúng không? Nguyên tắc của cái dây nó như này. Bây giờ giả sử có cái line nó như này, đúng không? Chúng ta vẽ ra một cái. Khi chúng ta mà dê chuột sang chỗ mới thì chúng ta phải xóa cái này đi và chúng ta lại vẽ lại cả, đúng không? Thì cái bút mà gọi là bút 7 nó có cái đặc biệt là như này này. Bây giờ nếu mà nó có vẽ chung với nó thì nó xóa. Nhưng nếu nó không có thì nó lại vẽ ra. Điều yếu nhỉ? Nó khác với bút xóa chúng ta. Bút xóa chúng ta nó xóa cái là vẽ lại, nó không hồi lại nữa. Nhưng cái bút này nó lại đặc biệt này, tức là nếu mà nó có thì nó xóa, còn nếu nó không có thì nó lại vẽ. Có hiểu không? Đấy. Rồi bây giờ chúng ta mới làm này. Để như thế chúng ta sẽ phải tìm cái sự kiện gì? Mâu giờ. Mâu giờ gì? Dây chuẩn. Mâu giờ múc. Tìm sự kiện mâu giờ múc chúng tôi. Mâu giờ múc. À, rồi. Bây giờ chúng ta lại select cây tên lại. À. Rồi, đây nào. Đấy, end select luôn. Bây chúng ta cho là cái cây bằng line. Chúng ta sẽ vẽ cái kỹ thuật vẽ dây cho line nào. Đây, line. Rồi, end up. Bây giờ chúng ta chỉ làm cái đấy là khi mà bất tân nó bằng 1. Đó bảo. Nếu à, xin lỗi, nếu số lần bấm bằng 1. Quá luôn, em yêu rồi. Rồi, bây chúng ta mới làm này. Anh ta đầu tiên đổi bút sang 7. Đấy, gọi tên đối tượng đã. Đối tượng là Pick New. Chấm
cái anh này này, đổi bút này nó có một cái thuộc tính nó gọi là the raw mode. The raw mode, nhìn thấy chưa? Rồi, gán nó bằng 7. Rồi, bây giờ vẽ này. Enter. Bước thứ hai là vẽ cái lá, bỏ chiếc bề. Line. L nó y nó. Rồi, ưu điểm thứ nhất là điểm thứ hai là B1 đúng không? Gọi đi mà. Rồi nó còn nói chuyện nhá. Nói chuyện làm sao không gọi được. Rồi bây giờ Enter. Xong cái bước thứ hai đúng không? Bước thứ ba là cập nhật. BX1 thì chúng ta tự nhiên chúng ta cập nhật là cập nhật cái gì? BX2. Đấy, bây giờ BX2 bằng XZ mà. Rồi. Vẽ, đấy là bước thứ 3. Bước thứ 4 chúng ta lại vẽ. Enter. Lại vẽ lại, đúng không? Đây là mà mình chịu ấy. Rồi, bây giờ chúng ta chạy thử. À, như vậy nó có cái dây đấy, cứ chạy thử. Rồi, ok. Trời ơi, có dây rồi nhưng mà chưa ổn lắm, đúng không? Chưa ổn, thứ nhất là gì? Từ. Như hội kia. Làm thì không làm, nói chuyện, làm sao mà hiểu được cái gì? Thứ nhất là gì? Đầu tiên chúng ta thấy là tự nhiên lại nói được không? Lý do là gì? Lúc mà chúng ta lần bấm chuột thứ nhất là cái BX2 nó đang là không. Chúng ta dê cái là nó nói về không, có đúng không? Do đó là ngay từ lúc lần bấm chuột thứ nhất BX2 nó phải xuất phát từ cạnh 1. Rồi, tắt đi ra đây, chúng ta trở lên đi. Về môn đạo. Không. Bấm vào đây, về môn đạo. Rồi, bây giờ chọn lại đây. Lúc này cái BX2 nó bằng không, do đó là chúng ta phải cho nó bằng luôn cái anh này. Rồi, enter. Đấy, BX2 bằng x. BX2 bằng y. Rồi, chạy thử. À, như vậy là nó ngon lành rồi. Đúng không? Nó không phải bấm cái. Nên lại mất biết đâu. Rồi, bây giờ đơn giản. Rồi, bây giờ đây. Enter. Bây giờ chúng ta lại đổi nó về cái màu bút vẽ cho tụi tôi. Big deal. Đổi đi, chúng ta tính đi. R1 cho nó bằng giá trị gì? 13. Rồi, chạy thử. À, như thế. Cái này em là phát điểm. Bách. 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 Dây giết con này giống như kem. À. Đấy, nhập tọa độ ra điểm. Được chưa? Đó được chưa? Đó chưa? Cơ hội chưa? Chạy được cơ.
Thế tự là tớ nhá. Đúng rồi. Button đi gọi đi dạo. Không biết thì sao cô chạy được cái này, chạy ra lai này được, không quen được cơ. Không đi tí nào, đứng yên chỗ. Đuổi theo người phó đúng không? Mình làm cái còn mình làm đang tư bảy đây. Đuổi theo người phó chiều bảy. Chị bác cô em ơi. Gặp lại. Vào đây. Đi sang cái gì? Không chạy được. Anh đi đâu? Vào cái chưa? Chạy được. Chạy làm rất chậm nên em không chạy. Chính lai nó chính lai vào thì nó cũng vẽ thẳng luôn. Đây bỏ đây đúng không? Bỏ một đổi bút, bỏ hai vẽ cả, vẽ rồi. Bỏ ba cập nhật, bỏ bốn vẽ lại hết. Thằng cái dây chỉ có thế thôi. Chiếu chiếu không chạy. Chiếu nó không chạy. Chiếu nó không chạy. Chiếu luôn, đúng đi thôi. Đầu thật. Làm đây thì lai này mà không biết hoa nó cũng chui vào đây thế ơi trời ơi nào đó lai này ở chạy thử xem có phải chui vào đấy nào thế nào thảo có được không đấy biết là được tham ẩu sai chữ này này nó biết hoa này biết hoa lai từ cái chữ hoa không cái vai chữ cây này cây mà không có xin phép cây này đây được vừa đi để cắt cái này lên một lần trước phải đúng không đây mấy và em hai lần cắt lúc mà chạy thì chỉ chạy không lai được chỉ chạy ngoài không thử pha đi biết ngay. Mình nhớ là dùng bách nhau của mấy này là khó lắm. Chỉnh được cái gì á không? Thì tức là nhớ hết là cái này không biết không biết được chuyện cái suy nghĩ của mình để thành cái tên chữ này này cái đấy là khó à nghĩ thì nghĩ được thì không biết biết cái gì đó gọi là thầy bảo người ta làm một này. Anh này đầu từ tôi chưa nói chuyện đấy được phải được chưa. Cái này là một cái này. Ê, trời ơi. Cái này thì cọc. Bây giờ như này được. Bây giờ thì cọc như này. Bảo là bây giờ không cần phải làm gì. Mất chức của thầy thôi mà. Cứ làm khác đi về sau là nó mệt nha. Thầy bảo làm nào giống hệt nhé. Nhưng mà về sau hiểu sao. Ở đây thì cái cách nhanh nhất. Cái này thì mình cũng không phải gì nhưng mà đấy bao giờ đây bởi vì anh này là một điểm đúng không? Chạy cái túi sâu đâu? Tao nói thế. Đây nhá, phải đem cái này. Cái này cơ. Ô đi lại lên nó xuống. Nó để kiểu gì ấy? Nó đây là cái xe quạt đấy, nó để kiểu gì ấy? Nó để kiểu gì? À, thấy rồi. Cái quả này. Thầy hỏi thầy nói sao? Thầy thầy. Thầy em hỏi thầy ơi.
bọn mình cũng sao mòn nhau nhiều lắm, tại sao lại đáng là chơi rất là ngoài này, chơi rất là ngoài này, chạy thằng đấy nó thì là cái nam nó khai báo không được không như vậy đấy ạ. Mà phải chạy rồi, cái khác cứ chạy rồi mới được chính thức. Nguyên tờ phát là bị chán rồi, cái đó nó bán. Bắt đầu là vũ khí. Rồi, ngồi biết đi. Hỏi thầy đi mày ơi. Ôi trời ơi. Hỏi thầy đi. Mày quái gì, mày cường ấy. Cái này là cái gì? Thầy là thầy thôi. Hỏi thầy đi. Trời của mày vui ấy. Cái này đừng chạy. Đấy là đúng rồi, 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 mười ba là làm lại được chưa cái đám rồi sao không làm vui nơi đã ai có liên lạc với sao ai có các bạn không nghề bắt được cái nào đâu. Mà kỳ thế nào bảo mỗi đứa bảo một máy đấy làm kéo ra trên trên mạng chạy được đây chỉ cần là cơ thì mới làm kéo hướng dẫn thôi. Chạy được cái chạy Mình bởi sáng nó không nghe đâu. Đấy tuần nào? Cái này không kết quả. Thế chứ không kết quả. Cái này không kết quả. Cái này không kết quả. Chết rồi, chết rồi. Chết chế. Tôi sẽ có cơ nhíp mày. Nhíp cũng thế. Kéo xương. Thằng nhân thần thăng đoạn like đi rồi nhanh cứ íp 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 íp. Biết bao nhiêu đoạn íp íp nào. Mày cứ lên em phải có thân bề tối đấy. Tớ biết rồi. Không có cần nhíp đâu, cứ cứ gửi mình cái này cho bạn lớn hơn đây này không sẽ tra cứu không có nhíp vào đâu đấy. Mình đang đưa đưa đói vừa đói đi bình thường là như kiểu vậy. Thank you.
Đúng rồi, hết rồi. Chạy thử lai thế nào? Không lai được. Chạy thôi. Thầy. Mở cửa cho thầy cho. Ờ, này, cái này thì có lỗi dạy cho nó lâu. Mày nó chạy thử. Chúa thì biết tiếng Việt không hỏi. Chọn chọn chọn. Rồi, được chưa? Xong chưa? Tiếp tục này. Làm cho tôi DJ Khôi lại. Bấm vào màu dung múc. Làm dây chứ mà. Rồi, bây giờ cho tôi thêm một cái cây Khôi lại nhé. Cây Khôi lại nhé. Anh đợi. Rồi anh được copy toàn bộ cái này được nó rồi căn đơn xe rồi chạy thử cứ chạy thử đã rồi này à cũng bị như thế đúng không. Rồi, đến đây tìm, rồi, bây giờ, để sửa cái này, tắt đi. Bạn cho về mâu giờ nào, sửa giống thế, đâu, bôi lại. Đây, sửa cái anh đầu ấy, lấy cái hàng ít, đấy, à, xin lỗi, đúng không? Về ít chứ, nhầm. Rồi chạy thử. Rồi, đấy, bây giờ rồi được bút à? Tắt đi. Đúng đấy. Rồi, không, đây sao một bút. Ở đây là số lần bấm lớn hơn bằng một. Đó, chặn thử. Mất. À, mất thì đơn giản thôi rồi. Rồi lại đến từ đâu? Lại mô ra. Đi vẽ nó đâu. Đây, đổi. Đây, trước đấy. Rồi, đổi lại. Lấy lại cái mô cũ. Về 13. Mày có bị bèn bằng 13 rồi chạy thử phải chân phải phải chân phải ấy phải chuẩn phải thì thông thường trong tư cách là nó xóa cái này cơ rồi ta đây lên cái keypress đấy lúc cắt lại rồi muốn xóa đấy đã muốn xóa thì vẽ lại một lần nữa tích tiêu chấm like đúng không. Đấy, bằng hoa phế một. Đóng, cứu lệnh của ông anh tôi không nhớ. Đấy, thò chân ra. Cứu lệnh mở mặt, ai làm sao lại có cái thằng nhảy đấy được. Chính thầy chả thấy hết, nhìn như thế này.
Rồi chạy thử. Bảy chứ phải đấy. Thực sự như thật đúng không? Tức là chúng ta có thể điều khiển được. Tức là thằng AutoCAD, thằng Mai Cơ Sơn làm như nào chúng ta có thể bắt chước làm giống nó, không có gì khó khăn cả. Bây giờ như này, bây giờ bấm C cái gì nói về đây. Xe từ lâu rồi đúng không? Xe từ đâu? Nó nối là nó không tròn. Đúng không? Thế nhưng mà nó chết ở chỗ này là bởi vì một cái ấy là nó cứ nhảy như này, do đó là chúng ta phải có một cái biến để chúng ta nhớ cái thằng này, đúng không? Bởi vì một là với hai nó cứ nhảy theo đoạn, đúng không? Do đó chúng ta phải có biến để nhớ về đâu. Bên khai báo trên cùng, trên cùng. Bên trên cùng khai báo cho tôi một cái là VX đầu. Cái điểm đầu tiên đây rồi. D rồi, D rồi, chúng ta D rồi. D rồi, S long, V I D, S long. Đấy, tôi nhớ. Lấy cái thằng này để tôi nhớ. Tí nữa tôi nói lại không, chị anh này. Làm cái cặp chứ lì, chứ sao tôi lại làm. Không, nó bị nhảy chuột. Rồi. Bây giờ về cái anh tôi lại môn ra, môn ra. Không, bấm đây, bấm đây. Cái đấy là nó thuộc đăng người phong. Rồi, đấy, cậu cứ làm với cho lại rồi. Bấm đào bây giờ đâu, vô lai đâu, vô lai đâu. Đấy. Lưu tiếp ở đây là bấm thứ nhất, về đầu để tôi nhớ, tí nữa là tôi cần nối về. Rồi bây giờ lên keypress đúng không? Keypress. Bây giờ tôi lại cho một khuôn đây. Enter. Nếu key ASCII mà bằng 67 hoặc key ASCII bằng 99 tức là 9C đúng không? Thì đúng rồi. Bằng 99 thì đây chính là phím C đấy đó, cả C hoa nó xin được enter rồi về enter về copy cả cái anh chuột này copy chuột 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 nữa từ ít xuống rồi rồi Ctrl C copy vào về. Ấy giờ là chuẩn thương đích trong. Chạy thử. Rồi bây bấm C. Cách ra. Bấm C cơ mà. Cái anh này làm cậu cho test gì mà run rẩy thế nhỉ? C. Như vậy là cái anh này mất được rồi, nhưng mà cái anh này nó phải nối ở đây cơ. Rồi, tiếp tục, thiếu một đoạn nữa. Rồi, enter đây. Chắc chắn là nối về đầu rồi, về với đầu rồi. Nhưng mà nối với cái anh nào? Gọi đi, big deal. Nối anh 1 hay anh 2 đây? 2. Nhầm, nối 1. Với 1. Nói về V, đi đầu, đúng không? Rồi, nóng ngọc chạy thử. Bấm xe xem nó tầm như nào. Rồi. Không, cái anh này, tức là cái thao tác ở cậu rất là kém. Cậu mà khi AutoCAD đối với tôi cho cậu 1 C. Đấy, như thế nên mới gọi là đúng. Bạn ấy cũng làm thế. Làm thế đâu mà làm thế. Không,
không phải bấm, vừa bấm vừa bấm C thì làm sao không biết được. Nó đang còn cái dây như thế này này, bấm C thì bị đấy. Đấy thì nó mới đúng là tôi chết chứ. Rồi, bây tiếp tục này. Làm xong phôi đai rồi, bây tiếp tục đến anh Sơn Cần. Sơn Cần nào. Một số múc, một số múc, rồi. Lại cho tôi thêm một cây Sơn Cần vào đấy. Rồi, copy toàn bộ cái chuột của anh Lai luôn rồi. Đấy, cái anh này làm nó bất thường. Chứng tỏ là vậy, mãi không luyện được cái tác phong của cậu này. Chết chà. Tại sao làm vậy vẫn thừa, làm không thừa một tí nào. Rồi chạy thử. À như vậy từ từ. Làm như trưởng ngay này đi. Đúng không? Trở đi, phải chưa? Về bâu ra đâu? Đây. Cái kia là tốt nguyên một cái anh đang làm nữa. Ờ, chạy thử. Rồi, bây giờ phân tích. À, cái dây này nó phải mất đi. Đúng không? Dây này mất đi dễ vẽ lại lần nữa. Đây. Vẽ một cái line. Không, trước này sắp cả này. Đây, cho sau này này. Rồi, anh đã vẽ cho tôi cái line. Rồi, chạy thử. À, như vậy là cái dây ở bên trong thì rồi. Nhưng mà khi nó nhằng nhằng lại còn có cái đường tròn nó nhằng nhằng tiếp theo đúng không? Rồi, tiếp tục. Dạy rõ bọn đây. Rồi, vẽ đường tròn đâu? Copy cho tôi kêu bây giờ vẽ đường tròn từ ngay này đến ngay này. Đấy. Rồi, căng tôi lên xem. Rồi, sang môn xuống múc. Rồi, lai cho vẽ hai lần thì đường tròn nữa phải vẽ hai lần đây, vào đây vẽ lần thứ nhất, anh đâu đây, rồi, ông từ từ, cậu có cái kiểu đấy chết, thảm đây này, à bấm đầu, thì nó mới đè cả cái dòng đấy vào cái anh này thì nó không bị thừa, rồi, áp lại. Ship tóc. Nữa. Ôi giời. Rồi bây giờ đừng cho vẽ một lần rồi, đúng không? Anh này cũng vẽ lại. Rồi căn tôm C. Vẽ lại lần thứ hai này, sau khi cập nhật. Rồi chạy thử. Mất đường tròn. Đâu? Cái đường tròn lại phải hiện ra. Như vậy là lúc vẽ đường tròn lại về mouse down rồi. Đây lúc vẽ đường tròn đây, đúng không? Thì phải đổi cái gì? Anh này về 13. Nó mô thì có thể là
Nhìn thật. À, tôi két đấy. Két thật đi chứ cái gì nữa. Bỏ qua két đang làm này. Đó. Nó có thêm mấy cái tọa độ nữa. Tọa độ như nào? Hiện tọa độ bằng từ ẩn thì bác sẽ nhờ hành góc. Muốn hiện tọa độ lên nè. Ôi, sao không sẽ rõ. Đó, bây giờ thử lại xem nào, coi. Đấy, thử lại, đấy. Rồi, đây. Bây giờ các bạn mới thấy tại sao phong thái nó quan trọng. Là bởi vì cái lập trình này nó cứ cóp đi cóp lại. Nó sai một chỗ, cóp là sai tất. Hiểu ý chưa? Đó tại sao tôi huấn luyện con cái thậm chí chào thầy cũng phải ngon anh. Đó là bởi vì là cái đấy nó ăn vào trong máu chúng ta rồi. Thì đến lúc khi chúng ta thao tác chúng ta copy sang chỗ khác nó không bị lỗi. Chứ còn nếu mà chúng ta copy chỗ khác một lỗi ở chỗ là bắt đầu nó lan cái lỗi đi khắp nơi. Hiểu chưa? Đó tại sao lúc đầu phải làm hết sức cẩn thận rồi sau lại tăng tốc nhanh như chớp. Từng thao tác một. Trên game nó khổ quá, trên game nó cắt nó không chuẩn. Đó, thì làm sao phản ứng kịp. Lúc đầu tiên phải hết sức nhẹ nhàng, chuẩn, tăng dần. Bắt đầu thuộc rồi cứ thế mà làm. Đấy các bạn sẽ thấy là chỉ có một loáng toàn copy thôi. Thằng này copy kia thế là thay đổi tí coi xong. Một lúc sau thì thấy tuệ câu lệnh nó dài nhưng mà dặn như thế. Nhưng mà thực ra ý tưởng nó mỗi cái gì. Đúng không? Nó làm gì đâu. Rồi, hôm nay có thể gọi là ăn được cái món này về nhai lại nhé. Mình bắt đầu bò nhai đã. Được chưa? Chung kia nhớ mà nhai lại nhé. Ôi cái này là tắt được máy. Tắt được để cho mọi người im lặng rồi đấy.